Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, các vua Diêm La khen ngợi. Phẩm thứ 8, 1. Diêm La Vương cùng Quỷ Vương Vân Tập. Lúc đó trong dãy núi Thiết Phi, có vô lượng vị Quỷ Vương cùng với vua Diêm La đồng lên đến cung trời Đao Lợi, đến chỗ của Đức Phật. Các vị Quỷ Vương đó tên là Ác Độc Quỷ Vương, Đa Ác Quỷ Vương, Đại Chánh Quỷ Vương, Bạch Hổ Quỷ Vương, Huyết Hổ Quỷ Vương, Xích Hổ Quỷ Vương, Tán Ương Quỷ Vương, Phi Thân Quỷ Vương, Điển Quang Quỷ Vương, Lao Nha Quỷ Vương, Đạm Thú Quỷ Vương, Phụ Thạch Quỷ Vương, Chủ Hào Quỷ Vương, Chủ Họa Quỷ Vương, Chủ Phước Quỷ Vương, Chủ Thực Quỷ Vương, Chủ Tài Quỷ Vương, Chủ Mị Quỷ Vương, Chủ Xúc Quỷ Vương, Chủ Thú Quỷ Vương, Chủ Cầm Quỷ Vương, Chủ Sàn Quỷ Vương, Chủ Mạng Quỷ Vương, Chủ Tật Quỷ Vương, Chủ Hiểm Quỷ Vương, Tam Mục Quỷ Vương, Tứ Mục Quỷ Vương, Ngũ Mục Quỷ Vương, Kỳ Nợ Thất Vương, Đại Kỳ Nợ Thất Vương, Kỳ Nợ Cha Vương, Đại Kỳ Nợ Cha Vương, A La Cha Vương, Đại A La Cha Vương. Những vị Quỷ Vương như thế, mỗi vị cùng với 100.000 tiểu Quỷ Vương, cả thầy ở trong cõi Diêm Phù Đề đều có chức trách, đều có phần chủ trì. Các vị Quỷ Vương đó cùng với vua Diêm La, đương sức oai thần của Đức Phật và oai lực của Ngài Địa Tạng Bồ Tát đồng lên đến cung trời Đao Lợi, đứng qua một phía. 2. Vua Diêm La bạch Phật. Bấy giờ, vua Diêm La quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay chúng con cùng với các vị Quỷ Vương, lương sức oai thần của Đức Phật và oai lực của Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát mới được lên đến đại hội lên cung trời Đao Lợi này, mà cũng là vì chúng con đặng phước lành vậy. Nay chúng con có chút việc nghi ngờ, dám bạch hỏi Đức Thế Tôn, quỳ xin Đức Thế Tôn từ bi vì chúng con mà chỉ dạy cho. Bấy giờ Đức Phật bảo vua Diêm La rằng: Cho phép ông hỏi, ta sẽ vì ông mà dạy rõ. Lúc đó vua Diêm La chiêm ngưỡng đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngó ngoái lại Ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong 6 đường, dùng 100.000 muôn phương trước để giáo hóa, để cứu độ những chúng sanh mắc phải tội khổ, Ngài không từ mệt nhọc. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây đã có thần thông không thể nghĩ bàn được như thế, nhưng tại sao hàng chúng sanh vừa đặng thoát khỏi tội báo, không bao lâu lại phải bị đọa vào ác đạo nữa? Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã có thần lực chẳng thể nghĩ bàn như thế, nhưng tại vì cớ sao hàng chúng sanh chẳng chịu lương về đường lành để được giải thoát mãi mãi, quý xin Đức Thế Tôn dạy rõ việc đó cho chúng con. 3. Phật giảng sở nhân. Đức Phật bảo vua Diêm La rằng: Những chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề tính tình cứng cỏi, khó dạy khó sửa, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây đã trải qua 100.000 kiếp cứu vớt những chúng sanh đó, làm cho sớm được giải thoát. Những người bị tội báo cho đến bị đọa vào đường ác lớn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng sức phương tiện nhổ sạch cội gốc nghiệp duyên mà làm cho chúng sanh đó nhớ biết những công việc ở đời trước. Tại vì chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề kết nghiệp dữ, phạm tội nặng nên vừa ra khỏi ác đạo rồi trở vào lại, làm nhọc cho Ngài Địa Tạng Bồ Tát phải trải qua nhiều số kiếp lo lắng cứu độ chúng nó. Ví như có người quên mất nhà mình, đi lạc vào con đường hiểm, trong con đường hiểm đó có rất nhiều thứ quỷ dạ xoa cùng hùng sói, sư tử, rắn độc, bọ cạp. Người quên đặt đường đó ở trong đường hiểm chừng giây lát nữa sẽ bị hại. Có một vị tri thức hiểu nhiều pháp thuật lạ, có thể ngăn trừ sự độc hại cho đến có thể trừ quỷ dạ xoa các loài ác độc, chợt gặp người quên lạc đường kia đương muốn đi thẳng vào con đường hiểm nạn, liền vội bảo rằng: Ô hay là ông kia, có duyên sự gì mà đi vào con đường hiểm nạn này, ông có pháp thuật lạ gì có thể ngăn trừ các sự độc hại chăng? Người lạc đường đó bỗng nghe lời hỏi trên mới rõ là đường hiểm nạn, bèn liền nuôi trở lại muốn ra khỏi đường hiểm nạn đó. Vị thiện tri thức nắm tay dìu dắt dẫn người lạc lối đó ra ngoài đường hiểm nạn, khỏi các sự độc hại, đến nơi con đường tốt, làm cho được an ổn, rồi bảo rằng: Lạy người lạc đường, từ nay về sau ông chưa có đi vào con đường hiểm nạn đó nữa. Ai mà vào con đường hiểm đó ắt khó ra khỏi đặng, lại còn phải bị tổn tánh mạng. Người lạc đường đó cũng sanh lòng tàn trọng. Lúc từ biệt nhau, vị tri thức lại dặn thêm: Nếu ông có gặp kẻ quen người thân cùng những người đi đường, hoặc trai hay gái, thời ông bảo cho họ biết con đường đó có rất nhiều sự độc hại, vào đó ắt phải tổn tánh mạng, chớ để cho những người đó tự vào chỗ chết. Vì thế nên Ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ đức từ bi lớn, cứu vớt chúng sanh mắc phải tội khổ, muốn cho chúng nó sanh lên cõi trời, cõi người để hưởng lấy sự vui sướng tốt đẹp. Những chúng sanh tội khổ đó do biết sự khốn khổ trong con đường ác nghiệp rồi thì đã được ra khỏi, chẳng còn trở vào nữa. Nhưng người quên nhà kia đi lạc vào đường hiểm, gặp vị thiện tri thức dẫn dắt cho ra khỏi, chọn không bao giờ còn trở vào đường đó nữa. Gặp gỡ người khác lại bảo chớ vào đường ấy, tự nói rằng mình là người quên đường nên đi lạc vào đó, đây đặng thoát khỏi rồi, chọn hẳn không còn trở vào đường đó nữa. Nếu còn đi vào con đường ấy nữa, thời là còn mê lầm, không biết nó là con đường hiểm nạn mà mình đã từng xa lạc rồi, hoặc đến nỗi phải mất mạng. Như những chúng sanh bị đọa vào chốn ác đạo, được Ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng sức phương tiện độ thoát, sanh lên cõi trời rồi cũng vẫn trở vào ác đạo nữa. Nếu những chúng sanh đó kết nghiệp ác quá nặng, thời ở mãi chốn địa ngục, không lúc nào được thoát khỏi. 4. Quỷ Vương bày thiện nguyện. Bấy giờ Ác Độc Quỷ Vương chắp tay cung kính bày cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn,
Chúng con là hàng quỷ vương số đông vô lượng ở trong cõi Diêm Phù Đề, hoặc có vị làm lợi ích cho người, hoặc có vị làm tổn hại cho người, mỗi mỗi đều không đồng nhau. Nhưng vì nghiệp báo khiến quyến thuộc chúng con đi qua thế giới ác nhiều lành ít, hoặc đi qua sân nhà người, hoặc thành ấp xóm làng, trại vườn buồng nhà, trong đó như có người trai kẻ gái nào thu được chút thuốc lành chừng bằng mấy lông sợi tóc, cho đến treo một lá phan, một bào cái, chút hương chút hoa cúng dường tượng Phật cùng tượng Bồ Tát, hoặc đọc tụng tôn kinh chút hương cúng dường một vài kệ một câu kinh. Hàng quỷ vương chúng con cung kính làm lễ người đó như kính lễ các đức vật thuộc quá khứ đương hiện tại cùng lúc vị lai. Chúng con truyền các hàng tiểu quỷ có ai lực lớn và kẻ có phần chức trách với cuộc đất đai đó đều phải hỗ trợ giữ gìn, còn chẳng cho những việc không giữ cùng những sự tai nạn bất kỳ bệnh tật hiểm nghèo thình lình dẫn đến những việc không vừa ý đến tai người đó huống đến gần chỗ của các nhà đó huống là đè vào cửa. Đức Phật khen quỷ vương rằng hay thay, tốt thay, các ông cùng với vua Diêm La có thể ủng hộ kẻ thiện nam người thiện nữ như thế, ta cũng truyền cho các vị trời phạm vương đế thích hộ vệ các ông. Lâm chủ mạng chính thưa, lúc Đức Phật nói lời ấy xong, trong các hội có một vị quỷ vương tên là chủ mạng bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, bổn nghiệp duyên của con là cai quản về tuổi thọ của người trong cõi Diêm Phù Đề, khi sanh khi tử con đều coi biết đó, thời cứ theo bổn nguyện của con, thời có lợi ích rất lớn cho mọi người, nhưng tại vì chúng sanh không hiểu ý của con nên để đổi khi sanh khi tử đều không được an ổn, tại làm sao thế? 6. Khi sanh lở lên làm lành kiêng ác, những người trong cõi Diêm Phù Đề khi mới sanh, không luận là con trai hay con gái, chỉ nên làm việc phước lành thêm sự lợi ích cho nhà cửa, thời thổ địa vui mừng khôn xiết, ủng hộ cả mẹ nhẫn con đều đọng nhiều sự an vui, hàng thân quyến cũng được phước lợi. Hoặc khi đã hạ sanh rồi lên cẩn thận, chỉ có giết hại sinh vật để lấy những vị tươi ngon cung cấp cho người sản mẫu ăn, cùng nhóm họp cả hàng quyến thuộc lại để uống rượu ăn thịt ca sang đờn sáo. Nếu làm những việc trên đó có thể làm cho người mẹ đứa con chẳng đặng an vui. Vì sao thế? Vì trong lúc sinh sản nguy hiểm đó có vô số loài quỷ dữ cùng ma quái tinh mị muốn ăn huyết tanh. Nhờ có con sớm đã sai các vị thần linh xá trạch thổ địa vào hộ mẹ con người ấy làm cho được an vui. Người ấy thấy mình được an ổn, thời đáng lẽ nên làm việc phước lành để đền đáp công ơn thổ địa, mà trái lại giết hại sanh vật hội họp thân quyến đã phạm tội lỗi, tất phải tự thọ lấy tai vạ, mẹ con đều tổn. 7. Lúc chết lên tu phước, lại người trong cõi Diêm Phù Đề đến lúc lâm chung, không luận là người lành hay kẻ dữ, con cũng đều muốn cho họ không bị đọa lạc vào chốn ác đạo, huống gì là người lúc sanh tiền biết tu tạo cội phước lành giúp thêm oai lực cho con. Trong cõi Diêm Phù Đề, những người làm lành đến lúc mạng chung cũng còn có trăm nghìn quỷ thần ác đạo biến ra hình cha mẹ, nhất đến hóa là người thân quyến, dẫn dắt thần hồn người chết làm cho bị đọa lạc vào chốn ác đạo, huống gì là người lúc sanh tiền đã sẵn tạo nghiệp ác. Bạch Đức Thế Tôn, những kẻ nam tử nữ nhân ở cõi Diêm Phù Đề lúc lâm chung, thời thần thức hôn mê không biện được lễ lành điều giữ, cho đến mắt cùng tai không còn thấy nghe gì hết, hàng thân quyến của người lâm chung đó đã phải sắm sửa làm sự cúng dường lớn, tụng đọc tôn kinh cho đến niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát, tu tạo nhân duyên phước lành như thế có thể làm cho người chết thoát khỏi chốn ác đạo, các thứ ma quỷ ác thần thảy đều phải lui tan cả hết. Bạch Đức Thế Tôn, còn xem xét những chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề lúc lâm chung, nếu có thể nghe đọng danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một Bồ Tát, danh hiệu của một hoặc một câu một bài kệ kinh điển đại thừa, thời con xem xét thấy hạng người ấy trừ lăm tội vô gián và các tội sát hại, những nghiệp ác nho nhỏ đáng lẽ phải bị đọa vào chốn ác đạo liền đặng thoát khỏi cả. Đức Phật 8. Đức Phật căn dặn. Đức Phật bảo chủ mạng quỷ vương rằng: Ông vì có lòng đại từ nên có thể phát ra lời nguyện lớn ở trong sanh tử cứu hộ chúng sanh như thế. Về đời sau con nếu có người nam người nữ nào đến lúc mạng chung, ông chớ quên lãng lời nguyện trên đó đều lên làm cho giải thoát, mãi mãi được an vui. Chủ mạng quỷ vương bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, quý xin Đức Thế Tôn chớ lo, chọn đời của con luôn luôn ủng hộ chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, khi sanh khi tử đều muốn làm cho được an vui cả, chỉ trông mong các chúng sanh trong lúc sanh cùng lúc tử tin theo lời của con đã nói trên, thời đều giải thoát đặng lợi ích lớn. 9. Đức Phật thọ ký cho chủ mạng. Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Vì đại quỷ vương cai quản về tuổi thọ của mọi người đây đã từng trải qua trăm nghìn đời làm vị quỷ vương ủng hộ chúng sanh trong lúc sanh cùng khi tử, đó là bậc Bồ Tát đại sĩ, vì lòng từ bi phát nguyện hiện thân đại quỷ, chớ thiệt thời không phải quỷ, quá 170 kiếp sau ông đó sẽ được thành Phật, hiệu là Vô Tướng Như Lai, kiếp đó tên là An Lạc, cõi nước tên là Tịnh Trụ. Thọ mạng của Đức Phật đó đến số kiếp không thể tính đếm được. Lời Địa Tạng Bồ Tát, những sự của vị đại quỷ vương không thể nghĩ bàn như thế, hàng trời cùng người được vị ấy độ thoát cũng đến số không thể hạn lượng. Ha ha ha, Bụt Sam Mô Đi So ha ha.